nghỉ của nhà anh chị này. Và đến phố Cáo này có một cái nhà nghỉ phải nói là to đẹp xịn sò, mới tinh nhất của cái phố Cáo này các bạn ạ. Đấy. Đấy, trưởng đoàn mình đây. Các bạn xem. Chủ quán chào sư. Cứ cái nhà nào cao nhất, to nhất, đẹp nhất này như nhà phố được các bạn thấy không? Đẹp chưa? Đấy, là phố Cáo. Thì các bạn sẽ vào đây nghỉ, giá cả rất hợp lý phải chăng, mà bác chủ nhà thân thiện lắm. Bác chủ nhà nhà nghỉ đây. Nhà nghỉ ở trên này thì được cái là không cần phải các bạn không cần phải có quầy lễ tân đâu các bạn. Cứ vào đây là như người nhà thôi. Thoải mái. Không cần phải kiếm. Đấy anh chị như là người nhà. Nhà anh chị là bao nhiêu phòng? Chị tổng là 6 phòng là 7 phòng. Anh à. Được cái nghề. Thế là anh chị là nghỉ ở tầng 1 đúng không? Dưới. À, anh chị nghỉ dưới à? Đâu, lên tầng chị ơi. Cho em xem review cái một cái phòng nghỉ của nhà chị cái này đó. À, có các bạn lên báo cáo đi để có biết đây. Theo chân chị lên một phòng. Đấy, phòng tổng gái cho cả cái phòng bên phải đang ở đi. Đây đây đây, cho vào luôn tầng 2 luôn đi. Các bạn nhá. Phòng nghỉ thịt quá tuyệt vời luôn. Rộng chưa, sạch sẽ chưa? Mới tinh nhá. Đấy. Đây là một cái phòng bé. Và chị của phòng to là chị còn đẹp nữa. Đi lên trên. Được đấy, bác chủ nhà này bác ấy. Bác ấy nhiệt tình lắm. Ở đây yên tĩnh, mát. Được cái là lên trên vùng cao thì tối ngủ lạnh nó không vượt qua. Vượt qua là bị lạnh. Cao rất mát. Tối sờ. Nghỉ này đẹp. Ba giường đôi. À, hai giường đôi, một giường đơn. Cái này khoảng chục người ở người thoải mái. Thế thường thường bình thường chị lấy khoảng bao tiền vào đấy? Phòng đi phòng này. Nếu mà 5 người thì năm từ 4. Nếu mà ngày lễ thì 500.000. Ừ giờ thế à? Là 400, 300 tùy. À ok. 200 một người tùy. Rẻ thế à? Thế nó chung là giá thì ra thôi. Xong rồi đi ra ngoài view này. Thế là nhìn nó con này hơi ấy nhá. Nó con này con này nhiều lắm. Ui view sướng luôn các bạn. Như là phố Cáo này. Như luôn đồi núi này, đã vào phố Cáo kia. Nãy mình đi bộ ở dưới lên thì các bạn nhìn thấy nó không? Này. Đẹp chưa? Bên cạnh có cái nhà cổ. Mái cổ luôn. Các bạn ở đây thì các bạn ăn phở thiết ở nhà quán chị giấy kia luôn này. Đấy. À, trên kia riêng dốc chính khoanh à? À chứ dốc chính khoanh khác còn là dốc thẩm mã khác à? Đúng rồi. À trước kia. Đúng rồi, em đi thẳng kia. Thẳng kia dốc chính khoanh. À dốc gần ngay gần dốc chính khoanh các bạn. Đây nhá, phố Cáo đây. Cho các bạn xem luôn. Nhà nghỉ thu thủy motel. Sạch sẽ mới. Ok, cảm ơn chị. Đi. Đấy. Bác chủ nhà nghỉ đây. Thân thiện như người nhà thôi. Thế cái nấu ăn thì gia đình chị có nấu ăn? Nhà chị nấu ăn theo nhà cho khách à? Chỉ không có thời gian, chỉ chờ xa thì không có thời gian. Nhà hàng bên cạnh 22 Đây đây, cho các bạn xem, tí nữa thì quên. Đấy nha. Cái nhà vệ sinh thì nói chung như khách sạn nữa các bạn. Mới sạch đẹp. Từ ngoài vào đấy các bạn xem. Khu vệ sinh người ta bảo là nhà bác này bác cái nhà nghỉ mới làm ấy. Thế là đồ gần đồ mới là sạch đấy. Đấy. Thấy chưa? Mình nóng lạnh mới tinh luôn. Như một cái phòng nghỉ ở nhà mình luôn đấy. Ở trên này thì nhà bác ấy là có 6 phòng. Chào đi bác, chỉ dùng 2 tầng thôi à? Nhà 4 tầng. 4 tầng tổng có bao nhiêu phòng? Tổng là mình có thuê 6 phòng, 7 phòng nhưng mà thuê 1 phòng à. Thuê ở trên. À ở trên là nói ở theo bằng một tháng thôi nhỉ? Thế là chị cho thuê tầng 2, tầng 3, tầng 4 thì là cho thuê cả rồi. Ok, ok. Thế thoải mái mà. Thực ra là ở đây thì chủ yếu là thứ nhất là khách du lịch, quan trọng nhất là khách đi làm từ thiện đúng không? Đúng rồi, chủ yếu khách từ thiện là nhiều. Đấy. Các bạn lên đây thì cứ vào nhà chị cũng tên là Thủy luôn ạ. Chị là
chị tên chị ấy. Chị là Thủy mà. À đấy, cứ vào khách sạn nhà chị Thủy nhá. Ok. Số điện thoại chị bao nhiêu? Của chị là 036. Vâng, ok. 99. Vâng. 08. Ok. 048. 03699 08048 đúng không? Đúng rồi. Rồi chị Thủy nhá. Chị Thủy nhà nghỉ Thu Thủy ở Phố Cáo. Các bạn lên đây thì cứ thế liên lạc với chị trước. Ngay cả ba Phố Cáo luôn. Nhà ba Phố Cáo luôn. Nhà ăn uống đầy đủ nghỉ. Đấy các bạn. Ok, mình ngủ đây 2 ngày rồi. Chắc mình ở đây khoảng 4 ngày cái xe rồi toàn mình đây. Xong rồi bây giờ mình đi đây các bạn. Đi thôi. Đây, đây đây. Đấy, view từ trong ra ngoài các bạn. Dạ, mình mong. Chị đi mọi người ơi.